Ban giám khảo hoa hậu có trình độ tiếng Anh gây tranh cãi. Lan Khuê vấp váp phải liên tục nhìn giấy. An unique personality and confident in yourself and the last but not least, I expect to be the winner. Must be the one who willingness. Một mỹ nhân trở thành trò cười. What do you think in the island of the winner this pagan? Ngồi ghế ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu vốn là một vị trí danh dự. Ấy vậy mà nhiều cái tên lại rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ vì để lộ trình độ tiếng Anh có phần non yếu, kém cỏi của mình. Lan Khuê, tái xuất ở Miss Cham 2023 với vai trò ban giám khảo, Lan Khuê đã khiến dân tình không khỏi thất vọng khi để lộ khả năng ngoại ngữ ý ẹ. Cụ thể trong đêm bán kết, người đẹp có một màn phát biểu ngắn bằng tiếng Anh, nói về các tiêu chí để chọn ra người đăng quang. Nàng hoa khôi áo dài thực sự rất can đảm khi chọn trả lời bằng ngoại ngữ, nhưng màn thể hiện của cô lại rất su cà na. Lan Khuê phát âm và nhấn nhá một cách khó hiểu, liên tục vấp váp và phải nhìn vào giấy như đang trả bài. Mặc dù cô nàng tỏ ra rất tự tin và bình thản, nhưng không thể che đi trình tiếng Anh bất ổn của mình. Đông đảo khán giả đều cho rằng Lan Khuê không xứng đáng được ngồi ghế giám khảo một cuộc thi mang tầm quốc tế như thế này. Vì với lỗi phát âm, nhấn nhá đó thì làm sao mà Lan Khuê giao tiếp với thí sinh cho được. Đáng nói là trước đây, cô nàng từng tham gia Miss World và lọt top 11 Trung Quốc. Tại đấy, Lan Khuê ghi ấn tượng bởi màn bắn tiếng Anh lưu loát trong màn giới thiệu. Thực không ngờ chỉ sau vài năm, phong độ của cô nàng lại tụt dốc như thế. Tỷ phú Mimi Morris, giám khảo Miss Cham. Ngồi ghế giám khảo Miss Cham cùng Lan Khuê, tỷ phú Mimi Morris cũng khiến khán giả phải thắc mắc về trình độ tiếng Anh của cô. Đã định cư ở đất Mỹ 20 năm nhưng khi phát biểu, cô liên tục ngập ngừng vì không tìm được từ vựng để nói. Phần nhận xét của cô gần như là gặp từng chữ, vô cùng khó khăn, nặng nề khiến người nghe thấy mệt dùm. Đã không có chuyên môn, tiếng Anh lại còn bập bẹ, đó là lý do tại sao các fan sắc đẹp đã la ó dần trời khi nhìn thấy dàn ban giám khảo của Miss Cham 2023. Thu Vũ. Trường hợp của Thu Vũ đã đi vào lịch sử nhan sắc Việt. Cô nàng khiến công chúng Việt phải xấu hổ dùm khi ngồi ghế giám khảo mà nói tiếng Anh không ai hiểu. Chuyện là năm 2015, Thu Vũ trên cương vị Hoa hậu Đông Nam Á đã được mời làm giám khảo cuộc thi Nam Vương quốc tế ở Philippines. Khi đưa ra câu hỏi ứng xử cho thí sinh Hàn Quốc, Thu Vũ đã lặp đi lặp lại mấy lần nhưng chẳng ai hiểu. Đáng nói, câu hỏi này chỉ có vỏn vẹn 11 từ mà thôi và đã được chuẩn bị từ trước. Sau sự cố này, Thu Vũ hứng chịu nhiều lời chỉ trích, chê bai. Cô phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân và thừa nhận sự thiếu sót của mình. Xong, đoạn clip này cứ thi thoảng được lan truyền trên mạng và câu nói What do you think is the island of the winner đã trở thành bất hữu. Có lẽ vì thế mà Thu Vũ không thể hoạt động showbiz được nữa. Không còn thấy Thu Vũ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng người đẹp đã tạm lùi xa showbiz và chọn cách ở ẩn. Khánh Vân. Khi đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe, Khánh Vân đã chịu nhiều lời mỉa mai vì tiếng Anh chưa được hoàn thiện. Cũng vì thế mà khi trở thành người hướng dẫn cho các thí sinh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, trình tiếng Anh của cô cũng liên tục bị dân tình xăm soi để ý. Để rồi trong một tập của chương trình, Khánh Vân đã làm bao người bất ngờ khi bắn tiếng Anh một cách lưu loát, chuẩn chỉnh. Có thể nói so với thời đi thi quốc tế, người đẹp đã tiến bộ vượt bậc. Dù vậy, cô nàng vẫn gây tranh cãi, bởi lẽ nhiều netizen cho rằng việc Khánh Vân nói tiếng Anh trôi chảy như thế là nhờ được lồng tiếng, cắt dựng hoặc học thuộc lòng để có thể ghi hình một cách mượt mà. Nhìn chung, việc ban giám khảo lộ trình tiếng Anh yếu kém chẳng những khiến họ xấu mặt mà ít nhiều cũng khiến các cuộc thi trở nên mất uy tín trong mắt công chúng. Đặc biệt là ở những đấu trường quốc tế, một người giữ vị trí quan trọng mà sở hữu khả năng ngoại ngữ yếu kém thì thật khó chấp nhận. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Follow Đào Showbiz để cùng đào sâu mọi vấn đề nóng hổi ở Showbiz nhé!